không còn hàng niêu trần 1978-14 rồi mắc nữa đâu. Anh em nên nhớ nha, Apple thanh lý có giới hạn thôi. Giống như 12 Pro, 12 rồng mắt 1978 vậy đó. Qua đợt, qua lô là hết. 14 rồng mắt cũng vậy. Apple có những cái dạng máy mà máy sản xuất ra rồi, thay vì đóng vô hộp đúng không? Bán như mã M bình thường đúng không? Thì không có đóng hộp, tại vì khách cái cung cầu mà nó có cần hết đâu. Anh em thấy đặt lý do tại sao 14 Pro không có hàng niêu trần nhiều. Bởi vì cái tỷ lệ đặt bên nhà máy cung cấp á, kiểu bên Foxconn hay đặt bên Samsung hay đặt bên đâu làm sản xuất màn linh kiện á, thì sản xuất dựa theo cái nhu cầu cung cầu thị trường. Ví dụ tao đặt 10 cây 14 Pro Max nhưng mà tao đặt 1 cây 14 Pro thôi. Anh em mình dùng không? Thì tới cái mức nào đó 14 Pro Max á, nó sẽ tồn bị tồn dư. Còn 11 Pro nó không dư. Anh em mình dùng không? 14 Pro nó không dư. Xảy ra một chuyện là 14 Pro 1978 trên thị trường nó không có nhiều. Nha, anh em thấy không? Em về 14 Pro 1978 không có nhiều. Nhưng mà 14 Pro Max 1978 nó rất là nhiều. Anh em mới tính trên thị trường thế giới, hàng trăm triệu chiếc thì bao nhiêu là bao nhiêu cây 14 Pro, bao nhiêu cây 14 thường, bao nhiêu cây 14 Plus và bao nhiêu cây 14 Pro Max. Thì chính vì vậy 14 Pro Max đặt quá nhiều. Nhưng cái gì cũng vậy, nó có giới hạn của nó và nó cũng sẽ hết. Anh em sẽ không tìm được hàng 14 Pro Max trên thị trường nữa, tầm tháng đó thôi. Nó sẽ rất là khó tìm được hàng niêu trần chưa kích hoạt. Bây giờ cái hàng mà em thấy nó về nhiều nhất đó là hàng này. Đây, xuống cấp tí, hàng Acti rồi. Nhưng mà báo linh kiện tồn nè. Nè, pin là bán 10 nè, màn hình nè, bán 10 nè, camera bán 10. Là những cái này nó lắp ráp vô, nó khác lô á. Nó lắp ráp lại xong nó chạy một lần chẩn đoán á, đó là nó ra. Nè, chân sạc, không lần sạc, vân vân, vỏ máy tinh, màn hình máy tinh, camera máy tinh. Thì cái dạng này là sao? Em mới thích cho anh em hiểu nè. Anh em nhìn cái chữ mã M nha. Mã M LLA nha. Mã bên Mỹ thì nó thị trường nó rộng lớn lắm, Việt Nam mình bán thị trường nó nhỏ nhoi lắm. Nó có mấy mã, em giải thích cho anh em dễ hiểu nha. Tại sao? Thứ nhất, nếu mà một cái máy mã M bị lỗi màn hình thì khi anh em đưa vào hãng bảo hành, nó sẽ đổi cho anh em cái màn hình mới, nó sẽ chạy cái dòng này nè. Linh kiện bầu chính hãng nè. Rồi anh em hình dung tới đây không? Thì ví dụ anh em bị lỗi pin thì hãng sẽ đổi cho em một cái pin mới. Anh em lỗi camera, hãng đưa vào hãng nó sẽ sửa chữa thay thế và đổi cho em một cái camera mới. Riêng lỗi men thì Apple sẽ đổi cho anh em một cái men mới hoặc đổi cho anh em một cái cụm dưới. Cụm dưới là gì? Cụm dưới gồm có vỏ, pin, camera, vân vân, chân sạc, nó nguyên một cụm dưới. Là nguyên cái mặt đế này nè, nguyên cái cụm dưới nè. Còn cụm trên là mỗi cái màn hình. Đó, nói vậy cho anh em đơn giản, cho anh em dễ hiểu. Cụm dưới là đổi hết. Camera True Depth, camera trước á, camera True Depth á, rồi camera sau, rồi nguyên một cái pin, rồi nguyên một cái men, rồi nguyên một cái chân sạc, vân vân, loa vân vân, rồi đổi nguyên cụm dưới cho anh em mới tin hết. Với trường hợp lỗi men thì nó sẽ đổi về mã N nha, mã N xong rồi nó báo linh kiện mấy dòng cho anh em. Nè anh em hình dung không? Nhớ nha, nó đang nói hãng nha. Nhưng mà cái mã này thì nó không phải là mã trả bảo hành. Anh em biết vì sao không? Bởi vì tất cả linh kiện mà mới, vì màn hình nó là cụm trên. Màn hình là cụm trên, pin camera là cụm dưới, mà nhìn qua vỏ thì là vỏ new. Mà men á, khi mà đổi về mã bảo hành nó chuyển vào mã N nha. Em nói trước nha, anh em cứ đổi bảo hành cái men hoặc là cụm dưới á, thì nó sẽ chuyển vào mã N, bắt buộc. Còn cái này báo một đống dòng mà mã M thì chỉ có duy nhất một lý do thôi, máy là hàng 1978 linh kiện tồn. Rồi xong. Thứ hai là mã anh em hay gặp nữa nè, là máy mã M 1978 hoặc là 1985 hoặc là 2007. Đó là cái năm mà Apple báo là iPhone ra đầu tiên, cái năm thành lập vân vân. Đó là cái cách nói của Apple thôi. Em tự chung lại những cái mã mà báo năm như em nói là mã Apple cắt bảo hành. Thì 14 Pro Max nè, mã M nè, LA nè, mà không báo một dòng nào hết, 1978 là hãng thanh lý nguyên cây, thay vì niêu trần bỏ vô hộp đóng mới lại, đúng không? Anh em hiểu không? Bỏ hộp đóng mới tao bán người dùng. Nhưng mà qua đợt rồi, bây giờ tao bán 15 đồng mắt, tao khai tử 14 đồng mắt rồi. Thì cái mã này sẽ là 1978 nha. Cắt bảo hành, bán ra cho đại lý, bán Hồng Kông, bán Trung Quốc, bán những thị trường khác rất là lớn nha. Cái mã này không báo một dòng nào hết, Acti Online lên không báo một dòng nào hết. Mã thứ ba anh em hay gặp là mã số 3 hoặc mã số 5. Số 3 là hàng này cũng không báo một dòng nào hết. Đó là hàng demo ở trong store đấy. Nhưng mà tao không demo. Bây giờ thời buổi mà tiết kiệm mà dân giàu nước mới mạnh. Anh em hình dung không? Bảo vệ môi trường thì còn con cháu chúng ta sống nữa đúng không?
thì cái mã số 3 này là mã hàng demo, thay vì trưng bày trong hãng thì thôi đem ra bán nha. Anh em tưởng ủa sao cái máy trưng bày ít ít lắm, mà anh em tính các store trên thế giới thì nó bao nhiêu store, bao nhiêu AA, tôi tính hàng ngàn đó, hàng chục ngàn store trên toàn thế giới đấy nha. Cái mã số 3 này nè nhiều lắm, em nói cũng nhiều lắm. Hoặc mã số 5, mẫu nào nó bình lý thẳng. Và cuối cùng là hàng chảo bảo hành, là gì, là cái cây chảo bảo hành nhưng mà chảo bảo hành không báo một dòng nào hết, là từ màn hình, men, camera, chân sạc, pin, tất cả đều là mới hết á. Thì cái mã này là Apple đổi nguyên máy mới cho khách hàng. Trường hợp là gì, nếu mà anh em đi hàng VN á, anh em mua hàng VN á, anh em bị lỗi men và bị lỗi màn, là lỗi gọi là gọi em gọi là lỗi cặp á, thì nó sẽ đổi cho anh em một cái máy mới hoàn toàn, và cái máy đó nguyên mã N và không báo dòng nào hết. Thì Apple cũng có trữ một cái lượng hàng này để làm chi, để đổi cho khách nha. Đây mã M, nếu mà cái này là chữ N mà báo nhiều dòng như vậy thì khả năng cao cái máy này là thay cụm dưới, hoặc là thay mỗi cái men không, thay mỗi cái men không nó báo gì lúc là à cái camera mặt sau á, là của cái men cũ á bạn ơi, cái sạc lưng á, cái sạc không dây trên lưng á, mặt lưng á, đó hệ thống mặt lưng nó cũng báo là của cái men cũ bạn ơi, à bạn hình dung không? Thì khi mà nó báo một sọc dòng như vậy, nhiều lúc như là đổi thành cái men cho các bạn thôi, nhớ nha. Nhưng mà khi mình nhìn lại, ủa cái pin này đã sạc không lần, cái vỏ này mới tin, cái camera này mới tin, thì không thể nào chỉ đổi một cái men, nó đổi nguyên cái cụm luôn. Anh em đi làm bảo hành là anh em biết hà nha. Và em nói lần nữa, cái hàng 14 Pro Max hiện giờ, em nói thiệt với anh em luôn, hiện giờ không còn nhiều nữa, không còn nhiều cái mã mà mới như vậy nữa đâu, càng ngày nó sẽ càng ít dần đi. Đó em để cho anh em coi đây nè, đó anh em thấy chưa, nó mới tinh, đó nó sáng bóng, chân sạc không một bụi. Sau này anh em sẽ không tìm được những cái hàng này nữa đâu, nó qua đợt rồi thôi. Thành ra anh em nào muốn mua máy 14 Max mới á thì tranh thủ anh em mua bây giờ đi ha. Cái này em nói thiệt, mua máy Max mới, chất lượng những cái máy này em khẳng định luôn nha, kinh nghiệm làm việc của em và chất lượng tỷ lệ bảo hành của nó thì em thấy nó không khác gì một cái máy trong hộp nha. Em nói thiệt, nó không khác gì một cái máy trong hộp, bởi vì tất cả linh kiện đều là mới hết, và cái quy trình lắp ráp đúng theo tiêu chuẩn Apple, còn áp yết vân vân y chang như Apple. Nhưng nói đi không phải nói lại, những cái hàng này em nói thiệt luôn, phải bung ra kiểm tra bên trong. Tại vì em nói rồi, mình bỏ tiền ra mua thì không có tin bố con thằng nào hết. Em là cái thằng bỏ tiền đầu tiên em mua xong em nhập xong em mới bán lại cho anh em. Anh em là người mua sau thôi. Em thằng bỏ tiền đầu tiên thì để tránh bị dí. Thằng A dí thằng B dí thằng C. Thằng C nói à tao tin tưởng thằng A lắm, tao bán cho mày đấy. Xin lỗi, em không tin thằng A, em cũng tin B, em chỉ tin mỗi anh thôi. Mà thôi, em phải bung. Còn không bung á mà dính mấy dựng á, nó cay lắm. Anh em mình nhớ nha, người trong nghề mà ăn phải máy dựng, bỏ giá 20 triệu mà mua phải cái giá trị máy có 15 triệu thôi, máy dựng mà thậm chí 10 triệu thôi, nó cay lắm. Nó thốn y như là mấy anh em mà đi kiếm diễn viên quần chúng đi diễn bị người ta phát hiện vậy đó. Kiểu vậy, à em cho anh 100 ngàn, em cho anh 200 ngàn, thôi em cứu trợ anh này kia. Ủa anh đi lang thang ở đâu 1 tháng trời vậy, không có hội công an hay bảo trợ người nghèo nào vô cứu vớt anh nè, để em cứu vớt anh cho. Mà đi người ta phát hiện cũng như bằng chúng, trời ơi, nó cay y như là mấy người mà người ta bác sĩ tâm lý suốt ngày khuyên hôn nhân tình yêu gia đình á, mà thấy con đẹp đẹp tấp vô ai về dính cú có gai vậy đó. Anh em mình nhớ nha, đó là múa rìu mắt thợ, mà thợ mà múa rìu qua được á, cảm giác nó cay gấp 10, ăn không ngon ngủ nguyền luôn đó. Rồi thế nha.